Tử vi tuổi Canh Tý 1960 tháng 5 âm lịch. Xin chào quý vị, tôi là Trang Nhung, là trợ lý của thầy Gia Cát. Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Canh Tý thường trưởng thành, tự lập sớm hơn những người khác. Vì vậy, cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định, sự nghiệp vững chắc. Họ khéo léo trong cách giao tiếp và ham học hỏi. Điều đó giúp tuổi Canh Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. Họ cả đời sống trong an nhàn. Càng về già lại càng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý có cái tôi khá cao, họ coi trọng danh dự và phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ. Nếu như ai cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, tuổi Canh Tý sẽ đáp trả dữ dội. Với gia đình, bạn bè, họ luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ và sẵn sàng chia sẻ của cải, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Trong chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Canh Tý trong tháng 5 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Canh Tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt đẹp xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe Phong Thủy Lộc Tài chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan của các bác tuổi Canh Tý trong tháng 5 âm lịch năm 2021. Những người Canh Tý năm 1960 có ngũ hành bản mệnh Bích Thượng Thổ. Thiên định người tuổi Canh Tý bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng. Họ là người thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác, họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định. Bởi vậy nên luôn chọn cách tốt nhất. Và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Họ ít biểu lộ tình cảm ra mặt, khi đã yêu ái ai thì người họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm, họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Vào tháng 5 âm lịch, các bác tuổi Canh Tý sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của các bác tuổi Canh Tý sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của các bác, vì vậy trong tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Hơn nữa, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự đều hanh thông. Song, đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến các bác mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của mệnh chủ, các bác cần phải tự nhắc nhở bản thân để không bị xa lầy. Hơn nữa, trong năm 2021, thái tuế là Sửu. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang theo bên mình một thẻ kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên các bác hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Canh Tý trong tháng 5 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Vận trình sự nghiệp của các bác tuổi Canh Tý không có nhiều biến động, các bác cần phải khắc phục những khó khăn và sai lầm mắc phải trong thời gian qua. Đồng thời, các bác hãy suy nghĩ tích cực hơn và đừng vội nản chí, rồi các bác sẽ vượt qua tất cả. Xem tử vi tháng 5 âm lịch của các bác tuổi Canh Tý cho thấy các bác sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của các bác. Song, cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Có quý nhân chỉ lối soi đường nên các bác có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của mình. Không lo u mê hay lạc lối, các bác cũng luôn sẵn sàng có sự chuẩn bị tinh thần với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo xa ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại cũng như giảm bớt được sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, các bác cũng cần nhớ rằng phải giữ cho mình khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ và mất cảnh giác trước những tình huống xấu. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, các bác tuổi Canh Tý hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyết long tam hợp quý nhân, thân Tý Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó giúp các bác xua đuổi những hung tinh, hóa giải vận hạn.
Đồng thời vòng sẽ giúp các bác tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân tương trợ giúp các bác phát triển trong công việc thời gian sắp tới. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng Giáp Ngọ năm 2021, tài chính của các bác tuổi Canh Tý không có nhiều biến động. Mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo cũng khiến các bác đỡ tốn nhiều thời gian, lo lắng hơn trước. Trước khi đưa ra quyết định gì, các bác cần phải có thái độ cẩn thận và tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Tử vi tháng 5 âm lịch còn cho thấy, các bác tuổi Canh Tý biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thể không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng dịp chi tiêu. Các bác tính lo xa nên chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất. Có điều, phong thủy lộc tài nhắc nhở các bác hãy đảm bảo và giảm bớt thói quen phù phiếm của mình. Chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến các bác rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy yên tâm vì các bác là một trong những con giáp có nhiều may mắn trong năm 2021. Còn nhiều thời gian để tăng tốc tài vận cho chính mình. Để tiếp tục cải thiện may mắn trong sự nghiệp và tài lộc trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân Tý Thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải xung sát, thị phi và xua đuổi tiểu nhân. Từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ tuổi Canh Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng 5 âm lịch, năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các bác tuổi Canh Tý. Các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời của mình. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, các bác có thể tranh cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi hai người giận dữ với nhau, nó cũng sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Dù sao bác và người bạn đời của mình đã sống với nhau trọn đời, vì vậy hai người đã biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc bao dung cho nhau. Bên cạnh đó thì trong tháng 5 âm lịch này, trong gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Các bác là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Đặc biệt, Thầy Gia Cát còn khuyên các bác tuổi Canh Tý hãy mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân Tý Thìn. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân, từ đó tăng cường vận khí, đem lại may mắn, sức khỏe, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh. Từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 5 âm lịch cho rằng, trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với các bác tuổi Canh Tý. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do các bác chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số bác vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên các bác cần chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng và chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình. Ngoài ra, các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thì Thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng 5 âm lịch để các bác tuổi Canh Tý có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 5 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2021, tức ngày 10 tháng 6 năm 2021 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch. Tháng Giáp Ngọ có nạp âm là Phích Lịch Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục, xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi. Trong tháng này, các bác tuổi Canh Tý cần chú ý tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 5 năm 2021, tức ngày 15 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 5 năm 2021, tức ngày 27 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 5 năm 2021, tức ngày 9 tháng 7 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ.
Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các bác tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, tích công danh tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Canh Tý tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 1 tháng 5 năm 2021, tức ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu, có nạp âm là Phích lịch hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 5 năm 2021, tức ngày 22 tháng 6 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ ba là ngày âm lịch 25 tháng 5 năm 2021, tức ngày mùng 4 tháng 7 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Chá Mộc. Quý vị thân mến, trên đây Phong Thủy Lộc Tài đã chia sẻ về vận trình tử vi của các bác tuổi Canh Tý trong tháng 5 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ hoặc ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân bạn, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Thêm một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Phong Thủy Lộc Tài rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.